với tham quan những di tích, danh lam thắng cảnh của thành phố Nha Trang, rất là thuận tiện cho du khách đến tham quan của thành phố Nha Trang, đặc biệt là những thắng lẻ của đoàn. Đúng rồi, và xe buýt bán hốc là xe du lịch đặc thù và kết hợp với du lịch châu Âu. Đây, quý vị chúng ta như thấy, tại đây thì du khách khi mà được ngồi trên xe sẽ được thưởng thức tất cả những danh lam thắng cảnh và những cảnh đẹp của chúng ta. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Thân Thi và Mỹ Hằng có dịp được trải nghiệm một chuyến xe buýt du lịch đặc biệt ở thành phố Nha Trang. Chúng ta vừa được đi xe buýt nào kết hợp với nhìn ngắm thắng cảnh. Xe sẽ chạy vào hai tuyến vào ban ngày và ban đêm. Ban ngày thì sẽ từ khung giờ 8:30 cho đến 18:00 và ban đêm là từ 19:00 cho đến 22:30.